Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngày Mai. Không biết các bạn có như mình đã từng tò mò muốn biết thu nhập hàng tháng của các kênh YouTube là bao nhiêu không? Để thỏa mãn sự tò mò đó thì mình đã tạo lên kênh Chuyện Ngày Mai để chuyên review về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của các kênh YouTube. Các số liệu sẽ được một trang quốc tế chuyên thống kê về mức thu nhập của các nhà sáng tạo nội dung hay còn gọi là YouTuber. Để không bỏ sót một video nào thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn, hôm nay mình và các bạn lại cùng đi review kênh của Tam Mao TV các bạn nhé. Tam Mao TV được sở hữu chung bởi hai anh em nhà Mao Đại Ca và Mao Đệ. Mao Đại Ca tên thật là Lê Mạnh Cường, anh sinh năm 1991 tại Ba Vì, Hà Nội. Còn Mao Đệ tên thật là Nguyễn Văn Dũng, anh sinh năm 2000 cũng tại Ba Vì, Hà Nội. Tam Mao TV là kênh YouTube giải trí nổi tiếng, ghi nhiều dấu ấn trong lòng người xem nhờ những món ăn hết sức đặc biệt, những tình huống gây hài hước một cách bình dị và chân thực. Các clip ẩm thực của Tam Mao thực hiện có sự mộc mạc khiến người xem như được trở lại với ký ức tuổi thơ của chính mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào xem thông tin của kênh. Kênh của Tam Mao TV hiện có 3,78 triệu người đăng ký các bạn nhé. Kênh thì có 938 video được đăng lên. Và kênh hiện có 1.291.833.013 lượt xem các bạn ạ. Kênh của Tam Mao TV đã được tham gia vào ngày 30 tháng 12 năm 2005. Như vậy là kênh của anh em nhà Tam Mao năm nay đã hoạt động được 19 năm rồi các bạn ạ. Kênh thì được đăng ký tham gia tại Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào xem các video của kênh. Video mới nhất thì được anh em nhà Tam Mao đăng cách đây một ngày trước với tựa đề là bắt cá ao cạn và cái kết cực hời một buổi chiều bắt cá cực vui. Hiện video này mang về 38.000 lượt xem sau một ngày đăng tải các bạn nhé. Hay là gỏi cá chấm trắng Ba Vì lần đầu Mao ca làm. Thì video này được anh em nhà Tam Mao đăng 10 ngày trước cũng mang về 101.000 lượt xem các bạn nhé. Hay video có tựa đề là tiết canh nướng một buổi chiều cực vui ngoài đồng. Video này được đăng cách đây 2 tuần trước và cũng có 108.000 lượt xem. Rồi các video khác của anh cũng vậy, anh đăng cách đây vài tuần cho tới một tháng trước cũng ở con số là vài chục ngàn cho đến hơn 100.000 lượt xem các bạn nhé. Kênh của anh em nhà Tam Mao là xoay quanh chủ đề về các tiểu phẩm hài vui nhộn, hài hước và các món ăn ẩm thực dân dã bình dị. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem video phổ biến của kênh Tam Mao các bạn. Video phổ biến thì được anh em nhà Tam Mao đăng cách đây 3 năm trước với 26 triệu lượt xem với tựa đề cười ra nước mắt với những màn trả thù bá đạo của Mao Đệ Đệ. Hay là tựa đề Mao Đệ Đệ đi mua vịt về nướng và cái kết mát lòng. Nhận video này mang về 19 triệu lượt xem. Và video này được đăng tải 5 năm trước. Hay là bắt trộm gà trọi của Mao Đệ lướng thử phản ứng khi mất gà của Mao Đệ. Thì video này được đăng cách đây 5 năm trước và có 13 triệu lượt xem các bạn nhé. Và các video của kênh cũng được đăng cách đây vài năm trước cũng ở con mốc hơn chục triệu lượt xem các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem các video cũ nhất của kênh. Video cũ nhất thì được anh đăng cách đây vào những 5 năm trước với tựa đề là ẩm thực Tam Mao ăn vịt quay bôi nhọ lồi. Thì hiện video này mang về 1,3 triệu lượt xem các bạn ạ. Tam Mao làm món ăn khơi dậy tuổi thơ dữ dội. Hiện video này có 2,2 triệu lượt xem và đã được đăng tải về 5 năm về trước. Bắt trộm gà hàng xóm nướng siêu chua và ngon vừa hài. Thì video này cũng được đăng 5 năm trước, hiện có 7,1 triệu lượt xem các bạn nhé. Các video khác của anh cũng vậy, cũng đều được đăng vài năm trước cũng ở con mốc là vài triệu lượt xem. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào xem thống kê chi tiết về mức thu nhập của kênh Tam Mao TV đem lại là bao nhiêu các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào kênh của anh em nhà Tam Mao. Thì các bạn thấy trên hình ảnh banner cũng được anh em nhà Tam Mao để những hình ảnh hài hước vui nhộn anh em Tam Mao chở nhau trên xe mô tô và vác cây mía, nhìn cũng đã có sự hài hước.
Kênh của anh em nhà Tamao thì hiện được đề xuất ở mức B. Trong 30 ngày gần đây, kênh của Tamao có 10.000 lượt đăng ký mới. Còn đây là lượt đăng ký mới trong vòng 7 ngày vừa qua. Thì 7 ngày vừa qua, kênh của anh em nhà Tamao cũng mang về được 10.000 lượt đăng ký mới các bạn nhé. Còn đây là lượt xem của kênh đem lại trong vòng 30 ngày gần đây. Thì kênh 30 ngày gần đây có lượt xem là 2.217.000 lượt xem mới. Với lượt xem này thì kênh đang được đề xuất tăng 4,5% các bạn nhé. Còn đây là lượt xem của 7 ngày gần đây. Thì 7 ngày gần đây kênh của anh em nhà Tamao có 499.464 lượt xem mới. Còn đây là mốc doanh thu của kênh đem lại. Có mức dao động từ 6.700 đô cho tới 106.400 đô các bạn nhé. Đây là các con số đã được một trang web quốc tế thống kê chi tiết về mức thu nhập của các kênh YouTube trên toàn thế giới. Và những con số này đã được thống kê chi tiết và mình dựa vào những con số này để giải thích cho mọi người hiểu được về mức thu nhập của các kênh YouTube các bạn nhé. Còn đây là các con số đã được trang web thống kê chi tiết về mức thu nhập cũng như là lượt đăng ký mới hay là lượt xem của kênh đem lại. Và doanh thu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào tính thử xem thu nhập một tuần, một tháng, một năm của kênh đem lại là bao nhiêu. Chúng ta cùng mở máy tính lên. Như một tuần thì kênh của anh em Tamao có lượt xem là 499.464. Chúng ta chia cho 1.000 nhân với hệ số tham chiếu RPM tại Việt Nam là 0,65. Như vậy là 7 ngày gần đây kênh của anh em Tamao có doanh thu là 324,65 đô la các bạn nhé. Chúng ta nhân đô la là 24.000. Như vậy 7 ngày gần đây kênh của anh em Tamao có doanh thu dao động vào khoảng là 7.791.638 đồng Việt Nam. Bây giờ chúng ta thử tính một tháng, tức là 30 ngày gần đây với mốc tăng trưởng là 4,5% thì xem kênh của Tamao thu về được bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ lấy là 2.217.000 chia cho 1.000 nhân với hệ số 0,65 nhân với 24.000. Như vậy 30 ngày gần đây kênh của anh em Tamao TV có doanh thu vào khoảng 34.585.200 đồng các bạn nhé. Chúng ta giờ thử tính trung bình một năm kênh đem lại bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ lấy là 6.700 đô cộng với lại 106.400 đô chia đều cho 2. Như vậy là một năm kênh của anh em Tamao có thu nhập vào khoảng 56.550 đô la. Chúng ta sẽ nhân với giá đô la là 24.000. Như vậy một năm doanh thu của kênh đem lại vào khoảng 1.357.200.000 các bạn nhé. Với mức thu nhập này trang web thống kê chi tiết lên, nhưng mà với mức thu nhập này là chưa có trừ thuế các bạn nhé. Mức thu nhập của kênh sẽ không cố định mà sẽ cao hoặc thấp, còn phụ thuộc vào lượt xem và đặc biệt là các lượt tương tác của các trang quảng cáo, số lượng quảng cáo và thời lượng của các video của kênh đem lại các bạn nhé. Tức là bây giờ muốn thu nhập cao là phải có nhiều quảng cáo và có sự tương tác của các trang quảng cáo đó, thì đó mới là nguồn thu nhập chính của kênh. Còn các lượt view hay là gọi là lượt xem của Việt Nam ấy thì thu nhập nó cũng không được cao đâu các bạn ạ. Như vậy là mình đã review xong kênh của anh em Tamao. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn muốn mình review kênh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.